Hello, xin chào, mình là Zoe đây và đây sẽ là cái video mà mình sẽ review cái con chuột Metafuini Meta Panda P1 mà mình được gửi đến từ Wilmotech. Và hiện tại thì Wilmotech cũng đã stock hàng cái con này về và chỉ với cái giá là 700 ngàn thôi, cho nên là nếu các bạn muốn mua thì hãy xuống dưới phần miêu tả và bấm vào link Shopee của Wilmotech để mà mua thôi. Cho nên là cảm ơn Wilmotech đã gửi mình cái con này để mà mình review. Thì với cái con này mình có một cái cảm nhận đầu tiên, đó chính là nó nhìn vào là các bạn thấy là nó giống một cái con gì luôn, Isidus, một cái con DAV3 Pro. Và với cái con mắt độc 3395 á, thì trên cái con này mình thấy là nó không có một cái vấn đề gì hết. Và về cái chất lượng của nó thì mình thấy là mình đã phải rất là bất ngờ với lại cái chất lượng của con này. Mặc dù nó được ship, nó được đóng gói vào một cái hộp mà nhìn y hệt như là một cái món đồ chơi luôn. Thật sự, kiểu các bạn biết mà, đâu rồi, mình dùng cái hộp đó xa lắm rồi, mình giờ mình không giới tới được. Nhưng mà các bạn biết mà, kiểu những cái món đồ chơi mà khi các bạn mở hộp ra, nó có một cái phần mà hộp nhựa trong để cái món đồ chơi vô không? Thì đó, easy luôn. Kéo ra thì có con chuột, cái hộp nhựa trong và cái mớ dây cộng với lại cái receiver nằm ở trong này. Và thêm cái adapter có cái hình logo của Metapanda nữa, cho nên là nhìn y chang món đồ chơi luôn. Nhưng mà đối với cái chất lượng hoàn thiện của nó thì mình thấy là nó ổn, nó rất là tốt luôn. Nó với cái giá 700 ngàn mà cho một cái con chuột mà không thấy học mà nó có 3395 mà có chất lượng như thế này, chất lượng hoàn thiện như thế này thì mình thấy là quá là ổn rồi. Và nó cũng phải chịu những cái va đập đến từ mình. Thì mình thấy là tới bây giờ nó cũng không có vấn đề gì luôn. Và như các bạn có thể thấy trên màn hình là đó, cái nút của nó solid luôn, các bạn có thể thấy nè. Nó không có bị lắc lư, chỉ trừ cái phần nút này tại vì nó được tolerance khá là ít á, cho nên là nó không có bị, nó chỉ bị lắc lư một xíu thôi, so với lại cái nút này thì nó cứng ngắc luôn. Cho nên là mình thấy là cái chất lượng hoàn thiện nó rất là đáng kinh ngạc á. Còn về cái lớp phủ của con này thì chắc chắn là cái con này không có lớp phủ rồi. Và nó với cái nhựa ABS này á thì mình cảm thấy là khá là trơn, cho nên là mới giải thích cho cái việc là tại sao cái con chuột này nhìn nó như băng bó. Các bạn có thể thấy những cái miếng grip tape như thế này, và grip tape này đến từ Boxty, cho nên là mình cũng sẽ ra một cái video review cái bộ grip tape này luôn. Và nó khá là trơn, cho nên là nếu mà các bạn phải sử dụng cái con này á, và bạn là một cái người có bàn tay khô á thì không vấn đề gì hết. Nhưng mà có bàn tay mà phong thấp như mình á thì các bạn phải dán grip tape vô băng bó cho em để mà có được một cái độ grip hơn. Tại vì khi mà mình cầm con này á thì mình thường hay bị là cái con chuột nó méo so với cái cánh tay của mình. Nhưng mà mình thì không thích cầm chuột kiểu đó, cho nên là mình phải thẳng chuột như thế này. Cho nên là khi mà mình để như thế này á thì nếu mà không có grip tape á thì mình hai ngón này của mình không có bấu vào con chuột được, và cái ngón này của mình không có ghì cái con chuột lại vào trong cái lòng bàn tay của mình được. Cho nên là mình khuyên là nếu mà bị phong thấp á thì nên có một cái bộ grip tape đi kèm với cái con này. Và trong cái con này nó cũng cho đi kèm một cái bộ grip tape luôn, nhưng mà mình thấy là cái bộ grip tape nó khá trơn, cho nên là mình đã lột rồi, lột ngay cái ngày đầu mình sử dụng luôn. Nói chung là dán vô nó cũng không có bị, nó không có bám tay hơn được nhiều á. Còn về cái dán chuột á thì như mình đã nói đầu tiên, đó chính là một cái dán mà DAV3 Pro nhưng mà thu nhỏ lại một xíu. Và cái phần lưng của cái con Metapanda này thì nó thấp hơn một xíu so với lại là cái con DAV3 Pro, cho nên là mọi thứ nó thu nhỏ lại một xíu như thế này. Và mình thấy là đối với lại DAV3 nha, thì tại sao mình lại thấy cầm claw trên nó thích, tại vì nó có một cái phần lưng cao. Nhưng mà đối với cái con này thì cầm claw trên nó mình cảm thấy là nó không có được, chưa có được tới lắm, tại vì nó chưa có được nhiều support cho mình á. Nó không có nhiều support cho cái cánh, cho cái bàn tay của mình á, tại vì cái phần lưng này nó không có được cao. Và với cái con DAV3 Pro thì cái phần này nó vuốt lên rất là cao ở ngay khúc này nè, cho nên là khi mà áp cái ngón tay vào để mà mình cầm claw thì nó rất là ổn. Nhưng mà trên con này thì mình cảm thấy là nó hơi trượt một xíu, nó hơi không có được gọi là có nhiều điểm tựa một xíu. Và cái điểm tựa duy nhất mình có được nhiều nhất là cái phần này trên con chuột khi mà nó ấn vào đây. Còn khi mà mình áp vô cái này để mà mình cầm claw thì mình thấy là cầm claw nó rất là hợp tay với mình. Nhưng mà mình là một cái người mà không bao giờ cầm claw, cho nên không bao giờ cầm palm, cho nên là mình thấy là nó nói chung là cái dán này sẽ phù hợp với các bạn nào mà có một cái bàn tay nhỏ hơn, hoặc là những cái bạn nào mà có bàn tay giống mình nhưng mà cầm palm á, tại vì mình thấy cầm palm với cái con này khá là thích. Và cầm ôm trọn luôn, ôm trọn vô cái con chuột như thế này luôn. Và khi mà mình dở lên vậy thì các bạn có thể thấy cái kẽ hở của nó, nhưng mà khi mà mình áp cái bàn tay vô thì không còn một cái kẽ hở nào hết. Mình thấy là nó cầm palm rất là tốt trên cái con mà P1 này. Còn về trọng lượng thì nó đang mang một cái trọng lượng khoảng đâu tầm dưới 60g, theo mình nhớ là vậy, dưới 60g với con chuột này. Thì mình thấy là mình cũng không bị vấn đề gì hết với những cái con chuột mà mang cái có một cái trọng lượng như thế này hết. Cho nên là cái trọng lượng thì nó sẽ không thành vấn đề trong cái năm này. Và các bạn, ví dụ như các bạn cầm một cái con chuột 700 ngàn mà các bạn đòi hỏi gì nữa, đúng không? Các bạn đòi hỏi về một cái trọng lượng gì nữa. Cho nên là không vấn đề gì về trọng lượng, và các bạn vẫn có thể mod cái con này cho cái trọng lượng của nó giảm xuống một xíu. Và về cái cân bằng trọng lượng trên cái con này thì mình thấy là nó cũng khá là ổn. Mình khi mà mình chơi game á, mình cầm cái con này mình chơi game á thì mình thấy là nó là một cái cục nhựa ở giữa,
và mình có thể điều khiển nó tốt, chứ không phải là kiểu nó bị nặng đầu khi mà mình flick cái nó bị vũ quá, hoặc là mình kiểu nó nặng đít đít xong rồi kiểu cái đầu của nó nhẹ quá, xong rồi khi mà mình flick á thì nó nằm trong cái lòng bàn tay của mình, cảm giác nó khó chịu, cho nên là mình sẽ không thấy như vậy. Còn về cảm giác bấm với lăn á thì nó đang sử dụng là một cái bộ Keil GM 8.0, họ kêu là Keil Black Mamba nhưng mà nó là Keil GM 8.0. Yeah. Và mình thấy là cái độ nảy của nó thì Keil GM quá là tốt trong cái việc nảy rồi, nhưng mà cái việc mà kiểu debounce time á, hoặc là cái về lâu dài về cái phần mà double click á, thì cái con Keil 8.0 nó khá là dễ bị, nhưng mà về cái lúc mà các bạn sử dụng ví dụ như là 1-2-3 tháng đầu á, thì mình thấy là nó rất là crispy, kiểu mình đó giờ mình cực kỳ thích cái cảm giác bấm trên cái con Keil 8.0 luôn, nhưng mà mình chỉ không thích nó ở một cái điểm là nó khá là dễ bị double click. Nhưng mà yeah, mình thấy là cái cảm giác bấm của nó nảy, nó đanh, nói chung là nó không có bị một cái vấn đề gì về cái việc mà pre-travel, post-travel thì nó cũng chỉ là minimal thôi, nó không có quá nhiều á để cho mình cảm giác là mình không thể nào mà kiểu nó bị mushy quá, nó bị nhúng quá, mình làm cho mình kiểu bấm chuột nó cảm giác như là nó thiếu chính xác á, hoặc là nó thiếu độ nhạy á, nó thiếu độ nảy á, cho nên là mình thấy là yeah, cảm giác bấm trên con này cực kỳ thích luôn. Và lăn á thì mình cũng không có vấn đề gì hết, nó sử dụng một cái TTC, nói chung là lăn TTC á thì mình đã xài qua nhiều rồi, mà mình thấy là trên cái con này á thì rõ nứt và yeah, vẫn là lướt web rất là bình thường luôn. Và con lăn á thì nó đặt ở một cái vị trí mà mình thấy là đủ để với, đối với mình nha, mình với bằng cái ngón trỏ này nè thì mình thấy là nó khá là ổn, nhưng mà đối với có thể là đối với vài người thì cái con lăn sẽ nằm khá là thấp và mình không có vấn đề gì thêm. Còn về cái nút hông á thì mình thấy á là nó thật sự tốt á các bạn. Thế các bạn thấy là nó chỉ có một cái tí xíu hành trình trước thôi, một tí xíu thôi nha, nhưng mà nó cũng không có đáng kể, cho nên là nếu mà các bạn gán skill vào trên cái nút hông này á thì bấm nó rất là nảy, nó rất là nhạy luôn, mình không có vấn đề gì hết. Nói chung là thật sự thì cái con chuột này nó quá là đáng kinh ngạc đi. À, sound test cho các bạn nghe luôn nè. Nói chung là yeah, như các bạn có thể nghe thấy là cái cảm giác bấm, cái tiếng bấm của nó rất là đanh, và nó cho mình một cái cảm giác, cái cảm nhận xúc giác nó thích, nói chung là thích á. Còn về phía chuột thì fit BTF Air mà cái kiểu fit cứng á, cho nên là mình thấy là trên hầu hết những cái con lót chuột mà mình sử dụng á thì mình thấy là nó di khá là mượt, nó khá là nhanh, và mình cũng không có vấn đề gì về fit hết. Cho nên là nếu mà các bạn không muốn độ fit cho cái con này á thì các bạn nhận thấy fit nó bình thường, fit nó vẫn đủ để mà đáp ứng nhu cầu chơi game của bạn, cái nhu cầu mà các bạn lướt trên này. Và với cái con mà kiểu Spacebass Speed này á thì mình thấy là nó lướt cũng khá là ổn định, và mình cũng không có bị một cái vấn đề gì về cái độ lướt của nó. Còn về mắt đầu thì 3.95, nhưng mà nó không có 4K, đây là phiên bản mà B1 thường, cái phiên bản B1 Pro thì nó có 4K, cho nên là yeah, nó cũng có một cái tương lai đó các bạn. Nhưng mà chơi con này thì chỉ có 1K thôi, và mình thấy là 1K của nó cũng ổn định và không có bị, nói chung là nãy giờ mình nói rất là nhiều cái từ đó rồi và bây giờ mình không muốn nói thêm nữa, tại vì nó thật sự tốt. Mình phải nói là cái dáng chuột này thì nó thật sự hợp với các bạn nào mà xài DA3, nó thấy cảm thấy bự quá thì các bạn xài qua cái con này. Còn về pin và dây thì đến bây giờ mình cũng vẫn chưa sạc luôn, và mình nghĩ là đây là một cái cục pin 300mAh trong nó, và nó có thể trụ được với các bạn là một tuần, giống với lại những cái cục pin 300mAh khác. Và cục pin 300mAh trên một cái con mà 3.95 thì vẫn tiết kiệm năng lượng rất là khá là tốt, và một tuần chơi game thì về tổng kết thì có thể nói là đây là một cái con chuột mà mình thấy là khá là bất ngờ với cái chất lượng hoàn thiện của nó, với mọi thứ mà nó mang lại đối với lại một cái người sử dụng phổ thông á. Mà đối với mình á thì mình đem vào mình chơi hạt luôn á nha, thì mình thấy là nó cũng ổn, mặc dù mình không bao giờ hợp với là một cái con chuột có máy học đâu, nhưng mà chơi trên cái con này á thì mình thấy là nó thật sự rất là chính xác, và cái cảm giác bấm của nó rất là tốt. Chỉ trừ một cái điểm duy nhất, cái điểm yếu duy nhất của trên cái con chuột này đó chính là cái chất nhựa của nó, tại vì nó không có lớp phủ và nó không có giúp cho các bạn bám tay nó rất là trơn tuột, và nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất là như vậy thôi. Còn nếu các bạn muốn mà try hard và các bạn thích cái dáng chuột này á thì các bạn có thể lên một cái con Metapanda P1 4K luôn thì không có vấn đề gì hết. Cho nên là mình thấy là đây là một cái con chuột đáng mua, nếu mà các bạn chỉ cái budget của bạn chỉ nằm ở 700.000 và các bạn đang tìm một cái con chuột công thái học á thì cứ đớp cái con này thôi, tại vì cái dáng này là cái dáng quá là quen thuộc, quá là kiểu phổ thông rồi, quá là an toàn dành cho những cái người nào mà muốn cầm một cái con chuột công thái học rồi. Cho nên là mình thấy là yeah, các bạn, nếu các bạn budget có nhiêu đó thì nên tậu cái con này.
Và nếu mà tạo cái con này thì các bạn nên lưu ý là cái điểm yếu của nó là cái lớp phủ của nó nha. Thì đây là cái video mà mình review cái con chuột Metapanda P1 này đến từ Metapanda, và mình được gửi cái con chuột này đến từ Wilmotech. Cho nên là nếu các bạn muốn mua thì các bạn có thể xuống dưới phần miêu tả để mà mua cái con này. Thì cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn thấy hay, like, share và subscribe. Còn nếu các bạn muốn xem những cái video khác thì các bạn có thể bấm vào đây, hoặc là đây, hoặc là đây. Thì cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye. Boa.